Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường. Của con đường đó, có phải anh bỏ lại nổi đâu. Là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách quán đổi không hoàn hảo. Cũng nhờ ngốc mà thôi, đã biết là chó không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai. Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cứ anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay anh xem nó là trò đùa. Cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong nhận thức em từng hứa. Nếu lời hứa của em từng hứa với anh hôm nay là chưa thừa, thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng em tốt với anh, nhưng anh lại yêu một người khác. Tình yêu tâm giác là ba mũi dâu. Biết như vậy thì bạn đổi chết. Sao có thể anh cho em khùng và chia tay em trong dứt khoát. Nhưng em cảm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Em cảm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác. Và em cảm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cảm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách của người đi trước, giá trị của em vẫn hơn chục lần. Em cảm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm. Vì anh chưa hiểu được hết cái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cảm khi anh không còn là người ấy.